Vì sao chúng ta học Phật, học lâu năm như thế mà vẫn cứ hời hợp, bợp dầm? Trong tâm lý, vẫn đầy ấp tham, sân, si, mạng, nghi. Học Phật đã lâu năm như thế mà ngũ độc có giảm được vài phần hay chăng? Không có. Giống hệt như chẳng học Phật thì kể ra vẫn còn chưa sao sợ nhất điều gì bản thân ta mỗi năm mỗi lớn tuổi càng phiền toái hơn phiền não tập khí càng ngày càng nặng nếu là tình huống như vậy chính mình phải hiểu rõ chẳng tránh khỏi luân hồi luân hồi vào đâu đời sau ta còn có thể được làm thân người hay không vậy là phải hỏi quý vị quý vị tu thập thiện nghiệp ra sao trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta Trung phẩm thập thiện sẽ được làm thân người Đời sau vẫn được làm người Quý vị hãy tự suy nghĩ Hãy dựa vào lương tâm của quý vị Để chấm điểm thập thiện nghiệp đạo của bản thân Có được 70 hay 80 điểm không? Có thể chấm đến 70-80 điểm Đời sau quý vị chẳng mất thân người nếu nói ta chỉ được 50 điểm Chẳng chắc ăn Cơ duyên đọa lạc vô cùng nhiều Nếu đạt điểm trọn vẹn Sẽ là dùng giới thiên Đại đa số sinh về đâu? Lên trời đau lợi Trời đau lợi thì phải được trọn điểm Thực hiện thập thiện nghiệp bằng cách nào? Đệ tử quy Đệ tử quy là bước đầu thực hiện thập thiện nghiệp 113 điều của đệ tử quy Quý vị có làm được hay không? Từ chỗ này mà suy nghĩ Quý vị sẽ run sợ Vì sao? Nếu chẳng thể giảng sanh Vẫn phải tiếp tục luân hồi Cơ duyên tam ác đạo quá nhiều Duyên trong ba thiện đạo quá mỏng Làm thế nào đây? Đáng sợ hay chăng? Đáng sợ Có thể sửa đổi hay không? Vẫn chẳng thay đổi Thì có sợ cũng vô dụng Sợ với Pháp Sư Oánh Kha Đời Tống chúng ta kém xa à, người ta, ta quả thật đúng, là kẻ xuất gia phá giới à, hủy phạm, phạm thanh quy thân tự biết do khởi là, tâm động niệm ngôn ngữ hành vi của chính mình thân chắc chắn sẽ đọa địa ngục sư sợ biết địa ngục khổ não hỏi đồng tham đạo hữu có phương pháp nào cứu giúp hay không bạn đồng học cũng tuyệt lắm tặng sư một quyển giảng sanh truyện bảo sư tự xem sư đọc bèn cảm động cứ xem một bài lại đau đớn khóc ròng tầm sám hối nảy sanh bèn hạ quyết tâm bế quan niệm phật ba ngày ba đêm chẳng ngủ chẳng ăn ừ. chẳng nghỉ ngơi à, một câu phật hiệu chân thành niệm đến cùng à, vì lẽ gì khổ. vì sợ nỗi khổ địa ngục chú chú cầu cứu mạng nên chân thật sự thực hiện ba à, ngày ba đêm niệm được a di đà phật hiện đến a di đà phật thật sự từ bi quý vị thật sự tu ngài sẽ thật sự quan tâm chăm sóc quý vị a di đà phật hiện đến bảo sư ông còn thọ 10 năm nữa hãy cố gắng niệm phật chờ tới khi ông đã hết tuổi thọ ta sẽ đến tiếp dẫn ông Oánh Kha nghe xong, bèn xin giới A-di-đà Phật, sư nói con chẳng cần 10 năm thọ mạng, nếu con sống thêm 10 năm nữa, bản thân con không chống nổi dụ dỗ, mê hoặc, chẳng biết sẽ tạo bao nhiêu tội nghiệp. Con chẳng cần 10 năm thọ mạng, nay con đi theo Ngài. A-di-đà à, Phật thông tình đạt lý bảo sư. Được, ba ngày sau ta đến đón ông. Sự vui sướng mở toan cửa phòng bảo đại bảo chúng. Tôi niệm A-di-đà Phật ba ngày, cảm Phật hiện đến. Ba ngày nữa A-di-đà Phật sẽ tiếp dẫn tôi giảng sanh. Đồng tham đạo hữu trong chùa, ai nấy đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Phản thời gian ba ngày coi bộ chẳng dài xem ngươi ba ngày sau có vãng sanh hay không nhưng nghe ra lời lẽ của ông ta chẳng giống như gạt người dường như là thật sự có chuyện đó vậy tới ngày thứ ba sư yêu cầu đại chúng niệm phật đưa sư vãng sanh đương nhiên đại chúng vui vẻ được rồi đều niệm phật hồi hướng cho ông ta niệm phật chưa đầy một khắc sư bảo mọi người a à, di đà phật tới rồi tôi thấy ngài đón tôi đi liền tịch thật sự đi kinh di đà có nói hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày là thật chẳng giả Pháp Sư Oán Kha biểu diễn cho chúng ta xem Thật sự sợ khổ địa ngục Buông xuống vạn duyên Nhất tâm niệm Phật Lập tức giảng sanh Thọ mạng bao nhiêu cũng chẳng cần Ở trong thế gian này đều là tạo nghiệp chỉ cần bản thân chúng ta buông xuống dứt bỏ muôn duyên thật sự làm à.